chuyện lạ có thật. Kinh ngạc người đàn ông kết hôn với rắn sau khi bạn gái qua đời. Một người đàn ông cho rằng con rắn hổ mang dài khoảng 3 mét chính là bạn mất cách đây 5 năm của anh ta và cưới con rắn làm vợ. Theo Myer, Vuvanan Sarasara đến từ Kachanaburi, Thái Lan đã chia sẻ lên trên mạng xã hội một chùm ảnh, trong đó ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của một người đàn ông cưới rắn làm vợ. Với người đàn ông này, cho rằng con rắn hổ mang dài 3 mét chính là người bạn gái đã mất cách đây 5 năm của anh ta. Anh ta vô cùng chiều chuộng con rắn và cuối cùng đã cưới nó làm vợ. Hiện tại, họ đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Qua những bức ảnh mà Vora Sana Sarin chia sẻ, có thể thấy rằng cặp vợ chồng này hoàn toàn giống như những cặp đôi khác. Họ dính lấy nhau như hình với bóng mỗi ngày, cùng xem TV, cùng dã ngoại bên hồ, cùng chơi cờ, tập gym. Sau khi phát hiện con rắn hổ mang này có nhiều điểm giống đáng kinh ngạc với người bạn gái cũ, người đàn ông đã sống cùng con rắn. Một người nói với người đàn ông này nghĩ rằng con người sẽ hóa thành động vật sau khi chết. Bạn gái của anh ta đã qua đời cách đây 5 năm, khi đó anh ta đã đau khổ đến mức tuyệt vọng, nhưng hiện tại anh ta và người vợ mới lại vô cùng hạnh phúc. Vorana Sana Sarin nói rằng người đàn ông này không chịu rời xa vợ. Có anh ta ở nơi nào thì con rắn xuất hiện ở nơi đó, thậm chí là trong cả lúc ngủ. Mọi người đều gọi anh ta là người đàn ông sống cùng rắn. Và từng nhiều lần cảnh báo rằng động vật mãi mãi vẫn là động vật, sẽ có một ngày nó lạm dụng, làm bạn bị thương. Nên ta kiên định với ý nghĩ rằng tình yêu đích thực sẽ cùng nhau vượt qua nguy hiểm. Tình yêu luôn là chủ đề hấp dẫn và có sức lôi cuốn đặc biệt đối với tất cả mọi người. Dường như là một chủ đề muôn thuở dài vô tận và chưa từng có điểm kết thúc. Gần đây, những bức ảnh chung cùng một người đàn ông với một con rắn hổ mang được cộng đồng mạng chia sẻ sôi nổi trên mạng. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn đó là người đàn ông này thực sự cho rằng con rắn hổ mang chính là người bạn gái của mình đã qua đời nhiều năm trước đây. Và vì thế, cô ấy đã chuyển thành rắn trở về với anh. Quả thật khó hiểu. Nhiều người biết chuyện cho rằng câu chuyện này quá hoang đường, nhưng theo tờ Nhật báo Thế giới của Thái Lan đưa tin, người đàn ông trong bức ảnh nguyên có một người bạn gái mà anh hết mực yêu thương, nhưng thật đáng tiếc cô ấy đã mất vài năm trước đây. Anh đã hết sức đau buồn thương nhớ cho tới bây giờ. Một ngày kia anh gặp con rắn hổ mang này. Điều kỳ lạ ở chỗ nó không làm bất kỳ người nào tổn thương đến anh, thậm chí con rắn còn lặng lẽ ngồi cạnh và yên tĩnh lắng nghe anh tâm sự. Đột nhiên, anh có một ý tưởng lóe lên trong đầu và tin rằng con rắn hổ mang này chính là cô bạn gái đã chết và được tái sinh của mình. Vì vậy, mỗi ngày anh đều cùng trò chuyện với nó, giúp nó. Có nó giúp anh cảm thấy dường như người bạn gái đang ở cùng anh và dần dần giúp anh quên đi nỗi buồn. Anh cho biết kể từ khi con rắn hổ mang này xuất hiện, anh đã không còn cảm thấy cô đơn, thay vào đó là một sự hạnh phúc tràn đầy. Anh tin rằng bạn gái đã hóa thân và tái sinh vào loài rắn để tiếp tục nối mối duyên dở dang của mình. Anh chăm sóc con rắn ân cần, thậm chí ngay cả khi ngủ cũng để nó nằm cạnh. Anh nói nếu mình có bị rắn cắn mà chết anh cũng cam lòng. Một số người dân mạng thực sự nghĩ rằng trên thế giới này quả thực có sự tồn tại của mình thực sự. Nhưng một số khác cũng đặt câu hỏi về chính xác thực hư của câu chuyện và cho rằng đó là chỉ là suy đoán. Hình ảnh con rắn trong bức ảnh chỉ có thể là một đạo cụ tạo ra. Bên cạnh đó, cũng có những người cảm thấy rằng tinh thần của người đàn ông này không được bình thường. Có thể do nó thương nhớ bạn gái và hy vọng anh có thể sớm gặp bác sĩ tâm lý. Cũng có một câu chuyện tương tự như thế. Năm 2006, một người phụ nữ người Hindu ở Ấn Độ đã tuyên bố tình yêu với một con rắn và sau đó kết hôn với con rắn này theo nghi lễ hôn nhân của người Hindu. Hơn 2.000 người đã tham gia một cuộc diễu hành ăn mừng vì họ cảm thấy đây là một đám cưới sẽ mang lại may mắn cho tất cả mọi người. Tuy chú rể rắn không tham dự đám cưới nhưng đã được đại diện bởi chân dung bằng đồng của mình.
một người phụ nữ Ấn Độ người Hindu đã tuyên bố mình yêu con rắn và sau đó kết hôn với con rắn này theo nghi lễ người Hindu. Một người phụ nữ khác người Anh đã kết hôn với một chú cá heo Cindy sau 15 năm tán tỉnh chú. Lễ cưới được diễn ra tại Israel. Người phụ nữ này thậm chí đã cảm thấy yêu chú cá heo ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên. Trong lễ cưới, cô ấy đã đóng dấu thỏa thuận hôn nhân với chú cá heo bằng một nụ hôn và món quà là những con cá trích, loại thức ăn ưa thích của chú cá. Cũng có những trường hợp tương tự kết hôn với động vật như ở Sudan. Một anh chàng người Sudan đã cưới một con dê vừa bị về làm vợ. Một người nông dân Ấn Độ đã quyết định kết hôn với một con chó để cải thiện vận may cho bản thân. Anh này vốn là một người phải chịu đựng một số khuyết tật trên cơ thể và anh đã tin rằng mình sẽ bị nguyền rủa sau khi ném đá vào hai con chó chết trên đường. Các bác sĩ không thể giúp anh chữa khỏi những khuyết điểm trên cơ thể, nhưng một nhà chim tinh đã nói anh rằng cách duy nhất để hóa giải lời nguyền là kết hôn với một con chó và sống với nó. Chính vì thế anh đã làm đám cưới với một con chó. Cũng cùng những câu chuyện đó, một anh người Ấn Độ đã cưới một người ở Đức thì đã cưới một chú mèo. Kết hôn với đồ vật. Bạn sẽ làm gì khi bỗng dưng cảm thấy yêu tha thiết một nhân vật trong video game về hẹn hò? Bạn có sẵn sàng thực hiện một cách cam kết lâu dài và làm việc với cô cho đến cuối đời? Anh chàng Sanai Thảo Dinh đã yêu nhân vật mà anh ta gặp khi chơi Love Flash trên Nintendo của mình và anh này đã kết hôn với cô ấy trong năm 2009. Nếu bạn thực sự yêu và muốn cưới một đối tượng nào, đặt một chiếc nhẫn lên đối tượng của mình là được. Trừ khi đó là một trò chơi đu quay trong công viên vui chơi giải trí thì việc đeo nhẫn cho nó thực sự là khó khăn. Tuy nhiên, cô nàng Elmore New York đã chẳng lo lắng. Cuối cùng cô ấy đã kết hôn với trò chơi đu quay có tên 1001 Match và chơi trò này đến 3.000 lần để chứng minh tình yêu của mình với chú rể. Hoặc một người đàn ông Hàn Quốc khác, anh Lee Jung-joo lớn có chiều dài tương đương với cơ thể của anh ta và có dáng hình ảnh của một nhân vật hoạt hình mà thấy yêu thích. Trong lễ cưới, Lee Jin Shin đã nhồi gối một chiếc váy cưới và cả hai đứng trước một linh mục để tuyên thệ lời thề. Cưới một nhân vật hoạt hình đã trở thành trào lưu lan rộng trên khắp châu Á sau đó. Đã quyết định kết hôn với một cái nồi đất sau khi biết được vị hôn thê của cô không thể đi đến tham dự hôn lễ của mình. Người phụ nữ này tên là Sarvita. Cô làm vậy là vì chồng chưa cưới của cô ta trong Mansing, một sĩ quan cảnh sát biên giới Tây Tạng, bị bận việc đột xuất và không thể có mặt trong đám cưới theo đúng giờ đã quy định. Thay vì chờ đợi, gia đình cô muốn lễ cưới tiếp tục được diễn ra như kế hoạch và cô này đã đặt một chiếc nồi đất vào vị trí của chú rể để đám cưới được tiếp tục diễn ra như dự định. Hay có một người đàn ông đã từng nghĩ rằng có một người vợ sẽ khiến anh ta tiêu hết số tiền mình kiếm được và cô ta sẽ nói nhiều và khiến anh ta vô cùng mệt mỏi. Đó là lý do tại sao anh ta kết hôn với một con búp bê trong năm 2000. Anh này đã từng chia sẻ rằng cô ấy mang đến cho tôi sự yên lặng mà tất cả các bà vợ thực sự khác không thể mang lại. Người đàn ông này và cô vợ búp bê của mình đã được lên chương trình Motion Addition với khiến nhiều người bàn tán sau đó.
mà một nhân viên bưu điện ở Đức đã quyết kết hôn với một con mèo sau khi bác sĩ thú y nói con mèo của anh đang bị bệnh. Nan y, các quan chức ở phòng tư pháp của Đức đã không đồng ý với đám cưới này, nhưng một nữ nhân viên đã đóng vai là người của phòng tư pháp và giúp cho mong muốn của anh ta trở thành hiện thực. Lấy địa danh làm chồng, một cựu chiến binh San Francisco, Mỹ cho rằng cô ấy đã yêu tháp Eiffel nổi tiếng, và chính vì thế năm 2008, cô này đã chính thức tổ chức đám cưới với một chiếc tháp nổi tiếng này. Thậm chí cô còn đổi tên của mình là Erika La Tour Eiffel. Erika cũng đem lòng thương nhớ một cây cung và quan tâm sâu sắc đến hàng rào giữa nhà của cô. Tuy nhiên, cô ấy chỉ kết hôn với tháp Eiffel mà thôi.